trường hợp bạn bị chứng sụp mí mắt, bạn có thể tập một động tác như sau để hỗ trợ nâng cái cơ mí mắt khá là hiệu quả. Bạn sẽ dùng hai ngón tay. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt ở dưới đầu lông mày, sau đó chúng ta miết nhẹ sang hai bên và đồng thời mũi thì hít hơi vào. Cơ mặt bên dưới nhăn lại, co lên như thế này. Các bạn quan sát nhé, hít vào này. Thở ra thì thả lỏng này. Giống như là động tác chúng ta cười đấy. Hít vào này. Nín thở này. Miết này. Thở ra thả lỏng. Rồi lại hít vào này. Nín thở miết này. Thở ra thả lỏng. Động tác này bạn có thể tập 3 lượt, 6 lượt hoặc 9 lượt trong một lần tập. Một ngày bạn có thể làm từ 2 đến 3 lần. Chúc các bạn thành công.